Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Bản chất của tâm, tác giả Soja Rinpoche, người dịch Thanh Long và Trường Tâm, nhà xuất bản Phương Đông. Sự hạn hẹp tối tâm. Vì bị nhốt kín trong cái lòng hạn hẹp tối tâm của bản ngã mà ta cho là cả vũ trụ, rất ít người trong chúng ta khởi sự ngay cả tưởng đến một chiều không gian khác của thực tại. Patrul Rinpoche kể cho chúng ta câu chuyện về một chú ếch già suốt đời sống trong một cái giếng ẩm. Một ngày kia, có con ếch từ ngoài biển vào thăm nó. Nó hỏi: "Anh từ đâu đến?" "Từ biển." "Biển của anh to bao nhiêu?" "To khổng lồ." "Anh muốn nói là bằng cỡ chừng phần tư cái giếng của tôi đây chứ gì?" "Không, lớn hơn cơ." "Lớn hơn à? Vậy thì bằng nửa cái giếng của tôi không?" "Không, lớn nữa kìa." "Thế chẳng nhẽ lại bằng cả cái giếng của tôi à?" "Không có thể so sánh được." "Chuyện vô lý, tôi phải đi xem cho tận con mắt." Chúng cùng đi. Khi con ếch ở giếng trong thấy đại dương, nó bị một cú sốc kinh hoàng tới nỗi nó nổ tung ra thành từng mảnh. Phần lớn những hoài niệm tuổi thơ tôi về Tây Tạng đã phai tàn, nhưng có hai thời điểm mà tôi không bao giờ quên. Đó là khi thầy tôi, Chamyang Khinse, khải thị cho tôi đi vào bản chất cốt tủy, uy nguyên và sâu xa nhất của tâm tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy dè dặt không muốn tiết lộ những kinh nghiệm riêng tư này, vì ở Tây Tạng không bao giờ người ta làm chuyện đó. Nhưng các học trò, bạn bè tôi tin rằng nếu tôi nói ra thì có thể giúp đỡ nhiều người, và họ yêu cầu tôi, năn nỉ tôi viết về những kinh nghiệm ấy. Lần đầu tiên, nó xảy đến khi tôi khoảng 6-7 tuổi, tại trong cái phòng đặc biệt mà thầy tôi ở, trước một bức tranh lớn của tiền nhân thầy là Chamyang Khinche Wangpo. Đây là một hình dáng oai vệ nghiêm trang, càng oai vệ trang nghiêm hơn khi ánh đèn bơ đặt trước bức tranh cứ chập chờn soi sáng gương mặt trên bức tranh ấy. Tôi chưa biết có chuyện gì xảy ra thì thầy tôi đã làm một sự bất thường chưa từng có. Ngài thình lình ôm tôi và nhấc bổng lên. Đoạn, Ngài hôn tôi một cái vào một bên má. Trong một lúc lâu, tâm tôi hoàn toàn biến mất. Tôi được bao phủ bởi một niềm yêu thương, tin tưởng, một năng lực phi thường. Biến cố kế tiếp thì trang trọng hơn và xảy ra ở Lorakhachu, trong một hang động mà Padmasambhava, bậc thánh vĩ đại và là cha đẻ của Phật giáo Tây Tạng, đã nhập thất thiền định. Chúng tôi đã dừng chân tại đấy trên đường hành hương đến miền Nam. Lúc đó tôi chừng 9 tuổi. Thầy tôi gọi tôi đến và bảo tôi ngồi trước mặt ông. Chỉ có hai thầy trò chúng tôi. Thầy tôi bảo: "Bây giờ ta sẽ khai thị cho con về bản lai diện mục của tâm." Cầm cái chuông và trống tay nhỏ lên, thầy triệu thỉnh tất cả những bậc thầy trong hệ truyền thừa, từ Phật Nguyên Thủy trở xuống đến bậc thầy của chính thầy. Rồi thầy bắt đầu khai thị. Bỗng chốc, thầy ném vào mặt tôi một câu hỏi không thể trả lời: "Tâm là gì?" Thầy nhìn xoáy sâu vào mắt tôi. Tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tâm tôi tan ra, không còn ngôn từ, tên gọi, ý tưởng nào ở lại. Không có tâm nào hết. Quả thế, cái gì xảy ra trong giây phút đầy kinh ngạc ấy? Những ý niệm quá khứ đã chết, tương lai chưa đến, dòng tư tưởng của tôi bị cắt ngang đột ngột. Trong cú sốc đó, một khoảng trống mở ra. Trong khoảng trống ấy chỉ có một giác tính thuần túy trực tiếp về hiện tại, một cái gì hoàn toàn vượt ngoài mọi bám víu chấp thủ. Giác tính ấy đơn giản,
nguyên sơ và căn để. Tuy vậy, sự giản đơn thuần túy đó cũng tỏa sáng đầy sự ấm áp của một niềm bi mẫn bao la. Biết bao nhiêu điều tôi có thể nói về giây phút ấy. Thầy tôi rõ ràng đang đặt cho tôi một câu hỏi, nhưng tôi biết thầy không chờ đợi một câu trả lời. Tôi chưa săn tìm giải đáp thì đã thấy rằng không có giải đáp nào có thể tìm kiếm. Tôi ngồi thộn ra trong kinh ngạc. Nhưng trong khi ấy, một niềm tin vững chắc sâu xa sáng chói tôi chưa từng biết đến đang dâng tràn trong tôi. Thầy tôi đã hỏi, tâm là gì? Và vào lúc ấy tôi tưởng chừng ai cũng biết rằng không có chuyện có hiện hữu một cái tâm nào cả. Làm sao tôi có thể tìm ra? Vậy dường như đi tìm tâm thật là phi lý. Sự khai thị của thầy tôi đã gieo một hạt giống sâu xa trong tôi. Về sau tôi mới biết đấy là phương pháp khai thị được dùng trong truyền thống chúng tôi. Tuy nhiên vì lúc đó tôi không biết mà những gì xảy ra có vẻ hoàn toàn bất ngờ và do đó càng kinh hoàng mãnh liệt. Trong truyền thống chúng tôi có ba chân xác cần hội đủ để khai thị bản tâm. Thứ nhất, sự làm phép của một bậc thầy chân xác. Thứ hai, lòng sùng tín của một đệ tử chân xác. Và thứ ba, tính chính thống trong phương pháp khai thị. Tổng thống Mỹ không thể khai thị bản tâm cho bạn, mà cha hay mẹ bạn cũng không thể làm việc đó. Một người có quyền thế đến bao nhiêu cũng không ăn thua gì, hoặc họ có yêu mến bạn bao nhiêu cũng không ăn thua gì. Việc khai thị chỉ có thể được thực hiện bởi một người đã hoàn toàn thực chứng và có sự ban phép và kinh nghiệm thuộc trong hệ phái truyền thừa. Và bạn, người học trò, phải tìm ra và luôn luôn hàm dưỡng cái tri kiến khoáng đạt thênh thang ấy. Niềm hăng say, nhiệt tình và sự tôn trọng nó sẽ làm biến đổi cả bầu không khí trong tâm bạn, làm bạn sẵn sàng đón nhận sự khai thị. Đây là điều mà ta gọi là lòng sùng tín. Nếu không có lòng sùng tín thì thầy có khai thị, trò cũng không nhận ra. Sự khai thị bản tâm chỉ có thể thực hiện khi cả thầy lẫn trò cùng thể nhập cái kinh nghiệm ấy. Chỉ trong sự giao cảm giữa tâm và trí ấy, người môn sinh mới trực ngộ được. Phương pháp khai thị cũng vô cùng quan trọng. Chính phương pháp ấy đã được thử nghiệm qua hàng ngàn năm và đã giúp cho những bậc thầy trong quá khứ đạt đến thực chứng. Khi thầy tôi khai thị cho tôi một cách tự nhiên như thế, vào lúc tuổi còn bé như thế, là thầy đã làm một việc hoàn toàn bất thường. Thông thường thì việc khai thị xảy ra muộn hơn nhiều, khi người đệ tử đã trải qua những thực tập thiền định và thanh luyện tâm ý. Chính những việc làm này đã khiến cho tâm trí người đệ tử thuần thục và có thể mở ra để đón nhận tri kiến trực tiếp về chân lý. Vào các thời điểm đầy tiềm năng của sự khai thị, bậc thầy có thể truyền cái tâm giác ngộ của mình vào trong tâm của người đệ tử bấy giờ đã chân xác sẵn sàng đón nhận. Bậc thầy làm cái việc khai thị cho trò thấy Phật thật là gì? Nói cách khác là đánh thức trò thấy sự hiện diện sống động của tuệ giác nội tâm. Trong kinh nghiệm ấy thì Phật tức bản tâm của người đệ tử và tâm giác ngộ của bậc thầy tan hòa thành một. Khi ấy, người học trò nhận ra, trong một niềm tri ân vô bờ bến, rằng không còn nghi ngờ gì nữa, giữa thầy và trò, giữa tâm giác ngộ của bậc thầy và bản tâm người đệ tử, không có và chưa bao giờ có sự ngăn cách nào cả. Dzogchen Rinpoche trong bài ca chứng đạo nổi tiếng của Ngài đã viết, tuệ giác về cái bây giờ chính là Phật thật. Trong tâm trạng cởi mở, hài lòng, tôi gặp Thầy trong tim tôi. Khi ta nhận chân được rằng cái tâm bản nhiên bất tận đó chính là Thầy, thì không cần bám víu, chấp thủ, cầu khẩn, khóc than, chỉ cần an trú thoải mái
trong trạng thái tự nhiên như nhiên ấy, là ta có được phúc lạc của giải thoát. Khi bạn đã nhận chân toàn triệt rằng tự tính của tâm bạn cũng giống như của Thầy, thì từ đấy trở đi bạn và Thầy không bao giờ ngăn cách, vì Thầy là một với tâm bản nhiên của bạn, luôn luôn hiện tiền. Có lẽ bạn còn nhớ Lama Seten, khi sắp chết và được hỏi có muốn gọi Bậc Thầy đến bên giường không? Ông đã trả lời, với Bậc Thầy không có cái gì gọi là ngăn cách. Khi nào bạn thấy được như Lama Seten rằng Thầy và mình không từng xa nhau, thì một niềm tri ân vô bờ bến, một cảm thức úy phục và kính lễ nảy sinh trong bạn. Dechom Rinpoche gọi đó là sự kính lễ của tri kiến. Đó là một niềm sùng kính luôn phát tự nhiên do ngộ được cái tri kiến về bản tâm. Đối với tôi, còn có nhiều lần nhập môn khác nữa. Nhập môn về giáo lý và quán đảnh, và về sau tôi được khai thị của nhiều thầy khác. Sau khi Chamyang Khinse viên tịch, Dechom Rinpoche chăm sóc tôi, bao bọc tôi trong tình thương mến của Ngài, và tôi làm người thông dịch cho Ngài trong nhiều năm. Việc này mở ra một giai đoạn mới trong đời tôi. Dechom Rinpoche là một trong những bậc thầy mật tông nổi tiếng của Tây Tạng, một học giả, tác giả nổi tiếng. Thầy Chamyang Khinse tôi thường ca tụng Dechom, nói Ngài là một đại diện sống động của Padma Sambhava trong thời đại này. Bởi thế, tôi rất kính trọng Ngài. Mặc dù chưa từng tiếp kiến, cũng chưa được nghe Ngài giảng dạy. Một hôm sau khi thầy tôi đã chết, và lúc tôi chừng 20 mấy tuổi, tôi đến viếng Dechom Rinpoche tại nhà riêng của Ngài ở Kalimpong, trên một ngọn đồi thuộc dãy núi tuyết. Khi tới nơi, tôi thấy một trong những đệ tử Mỹ đầu tiên của Ngài đang thọ giáo. Bà ta đang khổ sở vì không có người nào biết đủ Anh ngữ để dịch những lời dạy về tự tánh của tâm. Khi thấy tôi đi vào, Dechom Rinpoche nói, "Ồ, có con đây rồi, tốt, con có thể thông dịch giùm bà ấy không?" Thế là tôi ngồi xuống và khởi sự dịch. Ngay trong một thời gian giảng dạy chừng một tiếng đồng hồ, Ngài đã cho một bài pháp tuyệt diệu bao trùm tất cả mọi sự. Tôi xúc cảm và phấn chấn đến độ mắt tôi rớm lệ. Tôi nhận ra đây là điều mà Chamyang Khinse muốn nói. Ngay sau đó, tôi thỉnh cầu Ngài chỉ giáo cho tôi. Tôi thường đến tư thất Ngài mỗi chiều và ở đó vài giờ. Ngài có vóc người nhỏ thó, gương mặt đẹp hiền từ, đôi bàn tay tuyệt vời và một dáng dấp mảnh mai gần như phụ nữ. Ngài để tóc dài bới cao lên như một hành giả du già. Mắt Ngài luôn ánh lên một niềm thích thú huyền bí. Giọng nói Ngài dường như chính là tiếng nói của tâm đại bi, êm và hơi khàn. Ngài thường ngồi trên một ghế thấp trải thảm Tây Tạng. Tôi ngồi dưới chân Ngài. Tôi luôn nhớ lại hình ảnh Ngài ngồi đó, bóng trời chiều chiếu qua khung cửa sổ sau lưng Ngài. Rồi một hôm, trong khi tôi đang thụ giáo và thực tập với Ngài, tôi có một kinh nghiệm kỳ lạ nhất. Mọi sự mà tôi đã từng nghe trong giáo lý mật tông dường như đang xảy đến với tôi. Tất cả những hiện tượng vật chất quanh chúng tôi đang tan biến. Tôi sung sướng ấp úng, "Thầy, thầy, nó đang xảy ra." Tôi không bao giờ quên được vẻ bi mẫn trên gương mặt thầy. Khi thầy cúi xuống dỗ về, "Được, được, đừng có náo nức quá, chung quy điều ấy không tốt cũng không xấu." Sự kinh ngạc và sung sướng bắt đầu cuốn hút tôi đi. Nhưng Dechom Rinpoche biết rằng, mặc dù những thực chứng có thể là những cái mốc hữu ích trên đường tu thiền định, chúng cũng có thể thành những cái bẫy nếu có sự bám víu xen vào. Ta cần phải vượt qua kinh nghiệm ấy để đi vào một nền tảng sâu xa vững chắc hơn. Những lời minh triết của thầy để đưa tôi đến cái nền tảng ấy. Dechom Rinpoche còn giúp tôi thực chứng nhiều lần bản chất của tâm qua những lời dạy của thầy. Chính những danh từ cũng đã nhen nhóm lên những tia sáng về kinh nghiệm thực. Trong nhiều năm, mỗi ngày, Ngài thường chỉ giáo cho tôi
về bản tính tự nhiên của tâm mà người ta gọi là giáo lý trực chỉ. Mặc dù tôi đã thụ huấn tất cả những gì thiết yếu từ nơi thầy Trầm Giang tôi, nhưng đó chỉ là mới gieo hạt. Chính Đất Trầm là người đã tưới tẩm chăm bón làm cho nó đơm hoa, và khi tôi khởi sự ra giảng dạy thì chính tấm gương thầy Đất Trầm đã gợi cảm hứng cho tôi nhiều nhất. Tâm và tự tính của tâm. Cái thấy thực cách mạng trong Phật giáo là sự sống và chết ở ngay trong tâm, không đâu khác. Tâm được xem như nền tảng phổ quát của kinh nghiệm, kẻ sáng tạo ra hạnh phúc và đau khổ, kẻ sáng tạo ra cái ta gọi là sự sống và cái ta gọi là sự chết. Có nhiều phương diện của tâm, nhưng có hai phương diện nổi bật hơn cả. Đầu tiên là cái tâm thông thường mà người Tây Tạng gọi là xem. Một bậc thầy đã định nghĩa, đó là cái tâm có khả năng phân biệt, có ý thức về nhị nguyên, hoặc lấy hoặc bỏ một đối tượng ngoài. Đó là tâm, đó là cái có thể giao thiệp với một cái khác. Bất cứ cái gì khác được xem là sở tri, tức bị biết, khác với cái năng tri, tức người biết. Xem là cái tâm suy nghĩ, tâm nhị nguyên, phân biệt, chỉ có thể vận hành tương quan với một điểm quy chiếu ở ngoài, bị nhận lầm và chỉ là một cái bóng được chiếu ra. Vậy, xem là cái tâm suy nghĩ, đặt kế hoạch, ham muốn, vận động, cái tâm bừng lên trong cơn giận dữ, tạo ra và say mê trong những đợt sóng tư duy và cảm xúc tiêu cực. Cái tâm cứ luôn luôn phải tiếp tục quả quyết, đánh giá và xác định lại hiện hữu của nó bằng cách cắt xén, đặt tên, củng cố kinh nghiệm. Tâm thông thường là miếng mồi thụ động, di chuyển không ngừng theo những ảnh hưởng bên ngoài, theo những khuynh hướng tập quán và điều kiện. Những bậc thầy ví nó với một ngọn đèn cầy đặt trước gió, phải bị lay động bởi tất cả những ngọn gió của hoàn cảnh. Nhìn từ mọi góc cạnh thì xem là lay động, không dừng trụ, chấp thủ, luôn luôn xí vô việc của người khác. Năng lực nó bị tiêu hao do chiếu ra ngoài quá nhiều. Đôi khi tôi vì nó như hột đậu nhảy của xứ Mexico hay một con khỉ không ngừng nhảy chuyền canh. Tuy vậy, nhìn một cách khác thì tâm thông thường có một tính cố định cùng nhục giả tạm, một tính trơ lì tự về và tự mãn, một sự bình thản lạnh lùng của thói quen ăn sâu. Xem lấu cá như một chính trị gia quỷ quyệt, hoài nghi nhiều mưu mô lừa dối và tinh vi với những trò lừa gạt. Trầm Giang Khinse đã viết, chính trong kinh nghiệm của xem, cái tâm hỗn mang vô trật tự này mà chúng ta chịu những đổi thay và chết chóc. Nhưng còn có bản tính tự nhiên của tâm, tính chất sâu xa của nó, cái tuyệt đối không dính tới đổi thay và chết chóc. Hiện giờ nó đang ẩn trong tâm xem thông thường của ta, bị bao phủ và che mờ bởi những huyền náo rộn ràng trong tâm, những ý nghĩ và cảm xúc, cũng như mây có thể bị luồng gió mạnh thổi tan để lộ mặt trời sáng chói và bầu trời rộng mở. Cũng thế, trong một vài trường hợp đặc biệt, một cảm hứng nào đó có thể vén mở cho ta hé thấy bản tính tự nhiên ấy của tâm. Những sự hé thấy này có nhiều mức độ cạn sâu, song đều đem lại cho ta một ít tuệ giác, ý nghĩa và giải thoát tự do. Bởi vì bản tính tự nhiên này của tâm chính là gốc rễ của trí tuệ. Tạng ngữ gọi nó là Ripa, một sự tỉnh giác trong sáng nguyên ủy, có tính chất thông minh, biết nhận thức, sáng chói và luôn luôn tỉnh thức. Có thể nói nó là cái biết của chính cái biết. Đừng tưởng lầm bản chất tự nhiên của tâm chỉ có trong tâm ta mà thôi. Kỳ thực, nó là bản chất của mọi sự vật. Điều cần nói là trực nhận bản tính tự nhiên của tâm cũng chính là trực nhận bản tính tự nhiên của mọi sự vật. Những bậc thánh và hành giả huyền học trong lịch sử thường nói về sự chứng ngộ của họ bằng những tên khác nhau, khoác cho nó nhiều bộ mặt khác nhau, lối giải thích khác nhau, nhưng tất cả đều kinh nghiệm một điều căn bản là bản tính thuần túy của tâm.
Người Kitô và Do Thái giáo gọi nó là Thượng Đế. Ấn giáo gọi nó là Đại Ngã, Shiva, Brahman và Vishnu. Những nhà thần bí Sufi gọi nó là tính chất ẩn nấp. Còn Phật tử thì gọi là Phật tính. Trọng tâm của mọi tôn giáo là niềm xác tín rằng có một chân lý căn để và đời sống là một cơ hội thiêng liêng để tiến hóa và thực chứng chân lý ấy. Khi ta nói Phật, ta tự nhiên nghĩ đến Thái tử xứ Ấn Gotama Siddhartha đạt giác ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Người đã giảng dạy con đường tâm linh mà hàng triệu người khắp Á Châu noi theo. Ngày nay gọi là Phật giáo. Tuy nhiên, danh từ Buddha có một ý nghĩa sâu xa hơn. Nó có nghĩa là một con người, bất cứ người nào, đã hoàn toàn thức dậy từ giấc ngủ vô minh và mở ra tiềm năng trí tuệ bao la của mình. Một Đức Phật là người đã chấm dứt đau khổ và bất mãn, đã tìm ra một niềm bình an, hạnh phúc dài lâu bất tận. Nhưng đối với nhiều người trong thời đại hoài nghi này, thì trạng thái ấy có vẻ như một điều khuyển hoặc mộng mị hay là một sự thành tựu hoàn toàn vượt ngoài tâm chúng ta. Điều quan trọng nên nhớ là Đức Phật đã từng là một con người như bạn và tôi. Ngài chưa từng tuyên bố là thần thánh gì cả. Ngài chỉ biết Ngài có Phật tính, hạt giống của giác ngộ, và mọi người đều có. Phật tính là quyền sống của mọi chúng sinh. Và tôi thường nói rằng Phật tính nơi chúng ta cũng tốt như Phật tính nơi bất cứ Đức Phật nào. Đấy là tin lành mà Đức Phật mang lại cho chúng ta từ khi Ngài giác ngộ tại Bồ Đề Tràng, nơi mà nhiều người sau này đã tìm thấy nguồn cảm hứng thiêng liêng. Thông điệp của Ngài đem lại cho ta một hy vọng tràn trề. Nhờ luyện tập, chúng ta cũng có thể đạt đến sự tỉnh thức. Nếu điều này không đúng, thì vô số người tu xưa cho đến ngày nay đã không giác ngộ. Tương truyền, khi Phật mới đạt giác ngộ, điều duy nhất Ngài muốn làm là chỉ cho tất cả chúng ta tự tính của tâm, san sẻ cho ta những gì Ngài đã trực ngộ. Nhưng Ngài cũng thấy với nỗi đau buồn và lòng bi mẫn bao la rằng thật khó mà làm cho chúng ta hiểu được. Vì mặc dù ta cũng có tự tánh của tâm như Phật, chúng ta không nhận ra nó được vì nó bị gói kín bao trùm trong những cái tâm thông thường phàm tục của ta. Hãy tưởng tượng một cái bình trống, khoảng không trong bình cũng giống hệt như khoảng không bên ngoài. Chỉ có những bức thành mong manh của cái bình đã ngăn cách không gian bên trong với bên ngoài. Tâm Phật trong ta bị vây kín trong những bức thành của tâm thông tục. Nhưng khi ta giác ngộ thì cũng giống như cái bình vỡ tan thành mảnh vụn, khoảng không gian bên trong liền tan hòa ngay vào không gian bên ngoài. Cả hai trở thành một. Ngay lúc đó và tại chỗ đó, ta trực nhận được rằng chúng chưa từng bao giờ có sự ngăn cách hay sai khác. Chúng vẫn luôn luôn là một. Bầu trời và những đám mây. Bởi thế, dù đời ta có thế nào đi nữa, Phật tính của ta vẫn luôn luôn ở đấy, và nó luôn luôn toàn hảo. Ngay cả chư Phật với trí tuệ vô biên cũng không thể làm cho nó tốt hơn được. Và chúng sinh với tất cả vô minh có vẻ bất tận cũng không thể làm cho nó lấm lem. Tính bản nhiên của chúng ta có thể ví như bầu trời, và sự mờ mịt của tâm thông tục giống như mây. Có những ngày bầu trời hoàn toàn bị mây phủ kín. Khi ấy, nếu nằm xuống đất mà nhìn lên, thì ta thật khó mà tin nổi. Trên trời còn có cái gì khác ngoài mây ra. Nhưng chỉ cần bay trong một chiếc phi cơ, ta sẽ thấy tít trên cao xa nữa là một vùng trời xanh trong bao la vô tận. Từ đấy mà nhìn xuống thì thấy những đám mây mà khi ở dưới đất ta tưởng là tất cả mọi sự, thật xa xăm nhỏ bé làm sao. Ta phải cố nhớ luôn luôn rằng những đám mây không phải là bầu trời và không thuộc về bầu trời. Chúng chỉ lơ lửng giữa từng không và đi qua với kiểu hơi lố bịch, không lệ thuộc vào đâu.
nhưng chúng không bao giờ có thể để dấu vết làm lấm lem nền trời. Vậy thì Phật tính ấy đích thực nằm ở đâu? Nó nằm ngay nơi tự tính của tâm, cái tự tính được ví như bầu trời ấy. Hoàn toàn cởi mở, tự do, vô biên, Phật tính ấy thật đơn giản, tự nhiên như nhiên tới nỗi không bao giờ có thể trở thành phức tạp, hư hỏng hay bị nhiễm ô. Nó thuần tịnh tới nỗi vượt ngoài cả ý niệm dơ sạch. Nhưng nói về tự tính của tâm ví như bầu trời ấy chỉ là một ẩn dụ để giúp ta bắt đầu tưởng tượng được tính chất vô biên bao trùm tất cả của nó. Vì Phật tính có một tính chất mà bầu trời không có được, đó là tính sáng chói của tỉnh thức. Như có câu, đó là cái giác tính hiện tiền không lỗi nơi bạn, biết nhận thức mà vẫn trống rỗng, giản đơn mà sáng suốt. Dajom Rinpoche đã viết, không lời nào có thể mô tả, không ví dụ nào để chỉ rõ, sinh tử không làm nó xấu hơn, niết bàn không làm nó tốt hơn. Nó chưa từng sinh, nó chưa từng diệt, chưa từng giải thoát, chưa từng mê lầm, chưa từng có cũng chưa từng không. Nó không có một giới hạn nào, không thể xếp nó vào một phạm trù nào cả. Nyosunken Rinpoche đã nói, sâu xa vắng lặng thoát mọi rắc rối, sáng suốt không do kết hợp mà thành, vượt ngoài tâm phân biệt đặt tên. Đấy là tâm sâu xa của những đấng chiến thắng. Trong đó không một vật gì phải vứt ra, cũng không một vật gì cần thêm vào. Đấy thuần là cái vô nhiễm, đang nhìn vào chính nó một cách tự nhiên. Bốn lỗi. Tại sao người ta khó thấy, ngay cả cái chuyện nghĩ đến chiều sâu và vẻ sáng chói của tự tính tâm? Tại sao đối với nhiều người, đấy dường như là một ý niệm lạ lùng vô lối? Giáo lý nói đến bốn lỗi ngăn cản chúng ta không trực nhận được bản tâm ngay bây giờ. Thứ nhất, tự tính tâm quá gần gũi, đến nỗi ta khó nhận ra, cũng như ta không thể nhìn chính cái mặt của mình. Tâm cũng thấy rất khó nhìn vào tự tính của chính nó. Thứ hai, nó quá sâu xa, chúng ta khó dò thấu. Ta không thể biết tâm ta sâu tới mức nào, nếu biết ta đã ngộ một phần nào tự tính của nó. Thứ ba, nó quá dễ, ta không tin nổi. Điều duy nhất ta cần làm là an trú trong sự tỉnh giác sơ nguyên thuần túy của tự tính tâm, cái luôn luôn có mặt hiện tiền. Thứ tư, nó quá kỳ tuyệt, ta không dung chứa nổi. Nội một tính chất bao la của nó cũng quá lớn rộng, không lọt được vào lối suy nghĩ hẹp hòi của tâm ta. Ta không thể tin nổi, cũng không thể tưởng tượng nổi rằng giác ngộ lại là bản chất thực sự của tâm chúng ta. Nếu sự phân tích trên đây về bốn lỗi đã đúng trong nền văn minh Tây Tạng, một nền văn minh hầu như dành trọn cho sự nghiệp giác ngộ, thì nó lại càng đúng xiết bao ở trong nền văn minh tân tiến hiện nay. Một nền văn minh dành phần lớn cho sự nghiệp tôn thờ ảo tưởng. Không bao giờ ở Tây Phương có một thông tin tổng quát nào về bản chất của tâm. Văn sĩ và những nhà trí thức chưa từng đề cập tới nó. Những triết gia hiện đại không bàn về nó một cách trực tiếp. Đa số khoa học gia hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của nó. Nó không có chỗ đứng trong văn hóa nhân gian. Không ai ca hát về nó, không ai nói về trong những vở kịch. Nó không có trên truyền hình. Chúng ta thực sự được giáo dục để tin rằng không có gì có thực ngoài ra là những cái ta có thể nhận thức được bằng những giác quan thông thường của chúng ta. Mặc dù sự chối bỏ toàn diện ấy về hiện hữu của tự tính tâm, chúng ta vẫn thỉnh thoảng thoáng thấy được nó. Những thoáng thấy ấy được cảm hứng bởi một khúc nhạc hay, bởi thiên nhiên hoặc bởi một sự cố nhỏ nhặt thường ngày. Chúng có thể phát sinh khi ngắm tuyết rơi hay nhìn mặt trời lên sau dãy núi, hay ngắm một tia nắng rơi vào phòng. Những giây phút của sự thắp sáng, của bình an và hạnh phúc ấy vẫn thường xảy đến với tất cả chúng ta, và một cách lạ lùng, nó ở lại với chúng ta.
Tôi nghĩ rằng chúng ta đôi khi cũng hiểu được lờ mờ những cái thoáng thấy ấy. Nhưng nền văn hóa ngày nay không cung cấp cho ta một bối cảnh nào để có thể hiểu được chúng. Tệ hơn nữa là thiên hạ đã không khuyến khích chúng ta nên thám hiểm những cái thấy ấy và đào sâu xem nó từ đâu tới, mà lại còn bảo ta, bằng cách vừa tinh vi vừa lộ liễu, phải gạt nó ra ngoài. Không ai sẽ nghe ta một cách nghiêm túc nếu ta cố san sẻ kinh nghiệm ấy với họ. Bởi thế, ta thường tảng lờ những gì có thể thực sự là kinh nghiệm mặc khải nhất trong đời ta, nếu ta hiểu được chúng. Đấy có lẽ là khía cạnh đen tối đáng buồn nhất của văn minh hiện đại. Vô minh và áp chế đối với sự thật là ai?